Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Uy tín 9 giờ. Ước mơ làm tháng 5 triệu mà mua nhà 2 tỷ như anh á. Cái gì vậy? Ước đã ước là phải ước sai rồi. Cao lên, ước to lên. Ước có ai đánh thuế đâu mà ước làm như mình ước làm bếch gì. Thực ra là anh Tuấn là được ba mẹ cho tiền mua đâu mọi người. Chứ làm gì có tiền. Mà căn nhà không phải là 2 tỷ đâu bạn. Nó phải gấp mấy lần. Ok. Thế nhưng không có người hay sao ấy. Sao này lag lù thế này. Nobody here. Thôi thôi em dùng cái tiền mỡ đi cho anh nhờ cái. Không có người này. Nobody here. Giỏi tiếng Anh cái gì mà nobody here. Boy kiểu á hả. Boy đang bình thường thì nobody here. Nhưng mà điện khi có địch này lắm. Anh ơi cứu. Hồi nãy em nóc đầm 6-7 lần á. Thề luôn. May là cái lớp của cần anh ấy, không không cứu nổi. Chứ em mà nóc lần trước này tính để cho em chết rồi. Không cần thì phải gạt tiên nóc đến 5-6 lần rồi thì không gạt cũng chết. Cái pha cuối là anh cứu mày nhá bòi nhá. Mày sống sao để cho anh em còn nhìn mặt nhau. Chứ đừng có gọi là xong trận cái phủi đít như thế. Sống tệ vãi nổi luôn các bạn ạ. Đỗ đúng không? Rồi, bòi mà là đàn ông là mẹ thê luôn. Nó bảo như hơn làm bao nhiêu cô gái có bầu xong rồi. Quất ngựa truy phong đậu xanh. Em hơi bị trung tình. Em trung tình nhưng mà con tinh trùng đấy chui vào lão đậu phộng. Mỗi lần một em là trung tình đây, đúng không? Yêu ai cũng trung tình. Yêu tận mấy ngày lận cơ mà. Yêu mấy ngày liền. Có ít gì đâu. Mấy chục tiếng này lên này, cái chơi về bản thân. Chơi về bản thân cũng đi đúng. Này lên em. Nó còn dọa em nữa. Giờ bòi giống kiểu thế lực gì ấy nhở. Căng vãi, ai nó cũng dọa em luôn ấy. Sợ hãi thật sự. Em có thể dọa anh Tuấn thích dọa anh được đâu. Sao được hai người kia. Trời ơi. Trời ơi em giờ ai mà em sẽ dọa anh. Anh là một đẳng cấp khác. Trời ơi. Kinh lắm. Ngoài sợ lắm. Chấm hổ sợ. Áo thật ấy. Em còn định dọa cả anh à. Má cái thằng chó này. Đấy. Em thấy chưa. Nó đâu. Em hơi căng ấy nhỉ. Căng vãi rồi. Được đấy. Bòi ơi, được đấy. Được có ló. Ôi thôi em ơi. Làm gì có con bot nào đây? Chả thấy tiếng súng nào mà đi chửi con bot. Anh chưa nghe thấy tiếng súng nào. Thanh Lâm. Mạnh miệng. Thanh Lâm chúc bán nhiều top 1 năm chúc. Càng. Cảm ơn bạn Lâm nhá. Cảm ơn Lâm rất là nhiều nhá. Anh em ơi, có khi là mình sẽ phải mình sẽ phải tắt Quân tắt đang coi livestream trong ơi. Quân đang coi livestream hả? Ui, cảm ơn Quân nhá. Thank you em. Quân anh trả kèo ngày hôm qua nhá. Chăm sóc đầu tiên đấy. Ok, từ từ đã nhá. Bây giờ này mọi người ơi, tập trung ra đây đơm con bot lấy đồ gái được không? Lại bot vãi nồi à. Đơm con bot lấy được đồ xịn. Ít nhất là có một cái 6 một cái 8 rồi. Ôi giời ơi. Ai thế có súng tiên không? Bắn. Đây, em ra bắn em xin cái 6 là được rồi. Được. Chứ rồi bắn. Em xin cái gì ta? Em bánh đâu rồi mà giờ mới có tiền donate. Cảm ơn Hương Ruby nhá. Nhưng mà anh em ơi, có khi là mình sẽ phải tắt lại trên YouTube nếu mà anh em nào xem tiếp ấy, qua bên Nimo. Còn các bạn mà chưa có app thì qua bên Link ATM xem cũng được nhá. Để ủng hộ Link ATM nhá. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Facebook Link ATM nha anh em. Ok anh em nhá. Đi, anh Quang đi. Đây anh Quang. Kêu đi anh. Anh gọi bạn nhỏ ra đi. À bạn này bạn sáng to, à, sáng anh cho đi biết á. Em gọi ra cái đồng đội. Để anh thử đứng ở giữa nó xem anh có chết không. Tôi chết tụ lại bắn quá. Ôi giời ơi. Chạy đâu. Đúng rồi buông. Ôi đồ ơi, may đồ ấy. Cậu hai, cậu đứng lại đi. Ủa, nó chui trong nhà làm gì vậy? Ừ.
Ui dồi, 2x8 luôn kìa. Sống mà 4 vui à. Hê, có x8 không anh? Anh thấy mua x8 này. Đâu có gà Duy còn pe này. Đâu có gà x8 đâu anh Tuấn. Duy còn pe này. Nó không ra x6 nhưng mà nó ra 2x8 em ạ. Không có x6, không bao giờ nó ra x6 đâu. Ồ, anh vừa cùng với cả thằng Linh khổ thật đấy. Bọn này nó cứ cãi mình cái níu nào nhỉ? Này, Du còn pe này, Du còn pe ai lấy không? Alo. Đồ cho hoài người ta đóng thèm để ý rồi. Mà anh kêu hoài người ta để ý rồi đúng không? Ờ, bắn hoài cãi nhau cả thứ, chửi nhau cả kiểu mình lút được 26 xu. Nhặt được đồ luôn. Đó, gà thôi. Cái đi. Mình sẽ tốt nữa đây anh á. Cảm ơn trường nhá. Chắc chắn là phải lụm tốt rồi em. Yếu. Siêu phẩm yếu. Ủa con xe 4 đây thôi. Xuống đây các bạn ơi. Trời ơi. Nó nhảy xuống à? Nó nhảy xuống. Quả bom phí vã. Có màu 4 này, có màu 4 này. Nó cần màu 4 đâu. Nó cần màu 4 này. Anh đứng ở dưới. Anh đứng ở dưới buồn cười. 100 viên đạn xanh này. Vừa rồi. Tại sao? Đứng ở dưới hứng buồn cười quá. Không có bình máu, không có bình nước nào luôn á. Em không mẫu không được á hả? Vâng. Rồi, em thật là nghèo. Này, cho em một cục phớt này. Một viên thuốc này. Tức máu làm. I got supplies. Làm bảo đây cho em xin mọi người bình đây. Dãi nổi à, thế là em thành 4 bình. Em giàu hả? Anh có mỗi một bình. Tốt mà không có bòi á. Uống cây hết trời. Mẹ mệt vãi nồi ạ. Đó. Nhặt đi. Nhặt gói. Máu đúng không? Ừ. Đòi hỏi gì nữa? Được voi đòi hai bà trưng. Hút xuống nhà đi. Ủa cho nữa hả? Mẹ vãi lồi à, con bòi nhặt nhanh đéo tả được. Mới thấy nó nhảy. Nó đã nhặt được rồi. Khiếp vãi cứt à. Chắc chắn nó nhặt tay. Trước giờ nó toàn chơi anh em mình nó toàn nhặt tay thôi. Linh ạ. Này em lát mà em nhặt tay thì đâm lăng em ấy nhanh được. Không. Không có người thì bên nó có. Ê, người. Kia nhảy, Ê, bên nhà. Một tim. Từ từ nhá, để ở đâu mọi người? Thằng kia kìa nè. Ôi thằng bot thôi. Có. Cần. Kìa. Bot nữa à? Mỗi thằng. Người. Không người. Vãi nồi à, mình chết kịp thấy đi cả mô. Ui dạo đi cái nhạc nhạc. Ui có con boss rồi nè anh em. Xem anh lâu rồi mà giờ nó có thể donate. Cảm ơn em nhá. Trời ơi, hôm nay nghe tiếng donate sướng quá anh em ạ. Thề luôn ấy. Tôi thích nghe tiếng donate lắm. Mẹ, nồi. Nào bắn xưa nhỉ. Em thích đấy, mặc dù em có vô cùng thích em. Vô cùng thích nghe tiếng tinh 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 vô tài khoản của nó. Các bạn đấy chưa anh nói rồi mà. Các bạn phải donate. Anh bắn nó tóe này loe máu phụt donate, như kiểu tiết canh. Các bạn phải donate cho mình. Ui, sao lắm con boss cái kia. Chúng nó gọi ra 4 con kìa. Rồi nhiều thế. Thế nó vừa vứt ra thôi. Có chắc không vậy? Để đi kiểm tra. Nhưng mà bây giờ nha, mình giữ lại mấy cái con nữa đi xong rồi bao cuối làm khó game không? Kiểu giống như đi ra hết. Cái nó wow đau lắm, chỉ sẽ tên nó wow. Thế thì wow đích cũng đi wow lắm mà em. Nó sẽ ưu tiên nó cào mình. Cảm ơn Hương Ruby nhá, thank you em rất nhiều. Nhưng mà nó chạm chỉ chắc. Có xe. Chắc hai con. Có xe. Xe đâu? Thì ở đây có cái con lớn mà. Không, ở trên này, có xe. Trên. Không thể để cho Nguyễn Linh ăn. Ma vãi rồi ạ, cái thằng này
nó nhiều lắm rồi boy không ạ. Thể để cho anh Nguyễn Linh được. Kìa con kia nó đang đuổi kìa, nó đang đuổi thằng kia kìa. À, không đuổi, nó đuổi thằng kia. Nó đang đuổi thằng nào đấy? Nó đang nhảy múa chứ không phải nó tự chạy đâu. Nó có ai thì nó tự nở thôi. Ủa, cái xác nó đâu? Thành niên nhỏ vậy. Xác nó ở tầng 2 ấy. I am a good boy. Dễ vậy cho nổi. Ăn cơm dễ dữ nhỉ. Ôi cảm ơn Hương Ruby nhá. Ủa, ở đây có một cái hôm. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Đi. Có một hàng mà chứ. Kìa, nó bắn boss hết xong rồi kìa. Nó bắn boss xong hết rồi kìa. Không còn có boss nào. Hàng đó em ăn. Đi. Hàng đấy anh bắn keng phát đầu với không anh không ăn được. Buồn vãi. Ai ăn được chưa? Ủa thằng nó nhảy kìa. Thôi nó nhảy. Nó thấy mình rồi, nó chuẩn bị đập mình ấy. Nó chỉ ưu tiên đập thằng bắn thôi. Kìa, xe. Ủa, có xe. Đi này. Từ nhá, để anh bắt theo nó đi đâu. À, đang đón. Một tim luôn. Từ, đừng bắn. Cẩn thận nhá. Anh ơi, cái này đang ok. Ăn thịt nó luôn. Cái đôi này nó siêu đẹp luôn. Ôi trời, mất nhiều máu thế. Clip chưa? Chưa. Chưa nhá. Hình như clip rồi hay sao ấy. Ôi trời ơi. Nhanh hơn tí nữa là đẹp rồi. Bắn với anh ơi à. Ôi cảm ơn em nhá. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Thank you em. No. Có tiếng xe. Đồng mốt. Watch out. Hai. Lên xe anh em ơi. Đừng lút. Tốt, nghèo quá. Anh nào quay lại bắt không đi, nó đang hồi sinh á. Nó đang hồi sinh á. Thế để nó hồi sinh đi, xong rồi mình bắt. Có phải hay không? Cứ để nó hồi sinh đi, Bao giờ số 28 nhảy lên phát là biết này. Em anh giờ sắp ra trường luôn rồi á. Cảm ơn em nhá. Chắc không phải đâu. Đúng không? Nó chạy. Anh nghĩ là anh cũng nghĩ là nó chạy chứ làm sao nó hồi sinh được. Còn 2020 anh chị quả tơi giờ mới có tiền đô nét. Cảm ơn em nhá. Để quay lại nhặt đô đi trong người nghe. Đây, từ. Chắc chắn là phải nhặt rồi. Có địch là cũng phải ưu tiên địch trước đã. Ô bên. Watch out. Rồi thấy. Rồi các em bắn đây. Nhặt đồ đây, xong anh em công luôn này. Trời ơi. Chạy kìa. Nó chạy vào trong nhà tù rồi. Lên xe mọi người. Bo tới này. Lên đường. Ôi em ơi, đừng cố nữa em ơi. Không lại chết cả team bây giờ, boy ơi. Lên xe. Thôi bỏ nó đi. Cho nó sống. Bỏ đi. Kìa, nó chạy kìa. Từ, đừng bắn. Rồi, nóc. Cài xe YouTube này. YouTuber à? YouTuber này, đi mua đồ này. YouTuber mà đi lẻ này là hỏng rồi. Người ta đang làm clip đăng ký solo squad sống thôi mẹ. Bắt đầu chơi trong bị giết đấy. Ây thế à, nó con chó này. Một xác này. Ôi trời ơi hòn. Ơ kìa, có team được hồi sinh kìa. Mình vừa rồi 28, nốc 1, 27, xong lại hồi sinh thành 29 kìa. Đến điểm hồi sinh càng à. Hồi sinh nhiều càng tốt. Anh giữ cái cháu ai lấy không? Không. Đứng lấy quá. Ơt ba bác rồi. Có người. Có phải cái tay. Xe spawn. Ơ có phải spawn. Spawn.
Có xe. Nè, hình như con nhíu cuốn nó đốn đến 2.000 này rắn á. 2.000. Này nhá, nhớ nhá, chị thấy cái kèo đi rất chi tiền ngân hàng đâu. Có. Có mà. Có Việt Tin Banh đấy ạ. Ủa, có xe kìa. Xe kìa. Biết là có xe rồi. Tăng nghe tiếng hiển xe nhỉ. Nhưng mà không thấy người. Phải kiểm tra chứ, biết đâu có người. Anh đâu biết là bất ngờ đôi ta lại vừa gặp vào nhau. Đến quá, nói chứ. Đông không nhà. Sao có thể chết xe không nghe tiếng chân. Nó nằm nhiều mà chỉ là chỉ sẽ nằm ngoài mấy cái chỗ này nè. Đi. Vừa nằm vừa rút. Nó đỉnh quá trời. Xăng có tí xíu à. À đây có xăng này. Để cái kìa. À mà thôi khỏi trong nhà khỏi, đổi khỏi, xe khỏi. Xe còn nguyên kìa. Tôi lấy con Dacia luôn. Ok bạn ké. Bạn này già rồi, ké gì nữa. Bằng lại để hướng nhà mày mà mày gọi là bạn. Thôi làm dữ vậy anh trai. Ú láo ăn cực. Anh ăn cứ cái hôm bữa anh đòi ăn cứt với anh Linh làm gì? Ơ, phải đồ, anh đòi ăn cứt đồ nào em không có đòi ăn cứt. Anh bảo là anh Linh ăn không chịu cứt cho anh. Thì tức nghĩa anh đòi ăn cứt rồi. Bữa hôm bệnh đó, đòi ăn cứt. Những cái thú mua, thú lạ rồi anh thật. Cái thằng... Ôi! Ôi mẹ ơi! Ôi, 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 ôi. Vậy? Ôi, bố nằm ạ, vãi. Mơ gờ. Xích lần, ao, trời ơi! Cái cà nồi à, ao quả dã man thế. Alo. Chờ gì? Bắn này, trời ơi. Alo. Alo, bắn đây, đây. Đây. Xấy mẹ lên trời. Thằng MG luôn đó. Ờ, còn thằng đó. Nóc cả thằng đằng sau này rồi. Hay quá. Thấy kia thằng này đây nó. Mày còn thích cô chạy rồi, hai xe đang chạy giờ. Lên xe. Em lượm bao giờ của nó thôi nè. Ô, sao anh không đón em? Đón cái nồi ấy, mọi người dã man thế. Xích lợn đang ao mà mọi người chạy hết ạ. Sợ vãi nồi. Thì nhảy em tưởng anh dừng. Làm sao mà để ý được. Này, anh đi chậm lại, anh đỗ lại tưởng anh dừng. Lên xe. Vợ anh phải bảo vệ chứ, kêu tụi em gì? Trong nhà, bãi trong nhà. Nó chạy mặt rồi. Mù mắt. Quả sấy không được anh em ạ. Có xe. Vứt xe ở đây à? Bọn này anh biết nó đi đâu rồi, nó lên nhà kho. Chắc chắn lên nhà kho 100% luôn. Một trăm trăm rồi, nhà kho không thể nào sai được. Có 50 chục nghìn. Sai rồi. Tụi mày nói ra xong rồi mày đòi anh 50 chục nghìn. Ô, đi đâu nhỉ? Ô, Hà Lâm Hằng đi đâu ta? Thình mời chứ. Anh chạy qua 7A xem. Sao nên chưa chạy ra? Tính mới á, tính đấy không có người đâu. Trời ơi, chuẩn bị có người, chắc chắn. Nó giật em một phát. Có xe kia. Không phải cái thuyền nhờ. Ôi! Ê, cái xe kia. Ôi, nhà rồi, nóc. Còn thằng ở trên tầng nữa, trên tầng ở chỗ cạnh nhà mình 220. Nó mới thấy. À con. Rồi. Đây mà. Thơm ngon. Rồi, đẹp luôn. Yeah. Cái đầu tiên mình đã thấy là nó phớt lợt đây rồi, nhưng mình mấy hôm mình nhìn sai nên mình không dám khẳng định ạ. Vãi đồi. Dám bảo kỹ nhỉ. Lướt qua mãi mới thấy. Ui mà gờ bữa nay em để chứng chứng nghe bắn ghê ta. Hôm nay anh lại không dám bảo mọi người. Mấy hôm anh vừa mới bảo xin nhà kho xong mà anh xạo ghê anh không, anh bảo là cái lúc mà đi qua đây là anh thấy có một thằng ở trên tầng 3 phớt. Nhưng mà anh nghĩ là chắc là do anh, bởi mấy hôm nay anh toàn nhìn kiểu nhìn kém này, anh không dám gì bọt.
Để xíu anh. Đi. Không có nước đó. Nước hả? Tí anh cho. Cho Nguy Trang cái xe đỉnh nhá. Con xe đâu, đâu có phải con Nguy Trang đâu, đấy là con xe đấy. Con xe nó còn vứt ở đấy. Thì ý là cái con xe này trong bỏ đỏ thì chả biết được. Nhưng mà anh Nguyễn Tuấn cái thính của lấy không? Rồi này. Trên. Đang chạy kia, đang chạy kia. Giữa hai cây này luôn này, giữa hai cây luôn. Đang chạy sang bên trái. Giữa hai cây. Kia. Sao cầm mà có chứ mà quan trọng, có chứ mà. Dùng cái cốp lên chả thấy gì. Ngay xé hả? Ôi. Cầm MG luôn. Ôi ngay trên đây này. Ô kìa. Vẫn còn đang bắn nhau nhé. Anh thấy nó bị nốc rồi ấy, anh thấy nó bị nốc sẵn rồi nhá. Còn có một tí nữa. Gạt mà không gạt được. Đi xe em ơi, đừng đi bộ thế, đi bộ ngu người lắm. Ok ok. Ok. Ai đi săn người cứ đi bộ. Ok. Đi xe đâm xuống. Tất cả đều là gạt hết đúng không? Ba như nào em không biết, em là ba cua. Ngay mà. Kìa. Chạy ra chỗ kia cái xác. Ok, đơm này. Ui dồi, đây nữa này. Ôi, phê vãi rồi. Ma hủy diệt nhá. À, cản quét. Ôi, ở dưới đôi kia, 215 kia. Xuống luôn. Đây à, xe lên. Diệt mất rồi, boy. Đi đã, ngoài bo. Thôi, đi lu bọn nó cũng được, đi mù lốt đi. Em nút đang bẫy đúng không? Em đang hết. Đấy, mọi người xuống nút đi, mọi người xuống nút đi. Không, chả cần gì nữa. Ôi, bọn này không có đang bẫy rồi. Anh bắn nặng bẫy mà có đâu. Rồi, đây này, xong. Có ít nữa. Đi. Này, đây, một nửa này. Xuống. Sau đi xe. Ok. Ui, ơi, nó lại xuống. Con có nắm thang. Ơi! Bắt điện! Đi đâu đây? Ô thằng này ngã chết. Lên luôn. Ôi, vẫn không gạt được. Ủa đang có xe lên đây chết rồi. Thế thì bạn nó ở dưới rồi, bạn nó ở dưới rồi. Ừ nhỉ. Chắc chắn 100% bạn nó phải ở dưới. Ôi. Ôi, làm gì đây? Có thể phanh lại. Phanh là chuẩn bị đâm xuống bụng. Thế thì bạn nó không ở dưới thì bạn nó ở trên. Ái già, thấy con xe nó rồi. Xe kìa. Sao vậy? Đây, con trên này. Nó giấu kìa, nó đây. Bên phải kìa. Trước mặt. Đang nằm đây. Ôi, đệt chả. Con xe. Bên phải kìa. Đâu, nằm trên đây hả? Sao thằng đá à? Đúng rồi. Úi dồi. Ui luôn. Vẫn không được mạng nào à? Không được mạng à? Hôm nay anh nhớ để 990 rồi. Khiếp thật sự. Không tiêu hủy giết vợ lắm. Mình thấy đến rồi mà không được. Mình không kịp thở luôn. Dã man thật. Bắn nó tắc thở. Tắc thở thật sự còn gì nữa. Khiếp thật. Xem tổng số kill nào. 7, 20, 31 kill.